Cuộc cách mạng nền tảng, điều này có nghĩa gì với quyền riêng tư, lối sống và cả tương lai nghề nghiệp của chúng ta? Vì sao chúng ta cần hiểu về cuộc cách mạng nền tảng và có gì sau cuộc cách mạng này? Cùng đón xem podcast sắp tới để có góc nhìn thực tế nhất nhé! Đây là bài viết Điều gì Good Boy nên biết khi đi tán gái của tác giả Limitless. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Những lời khuyên sau đây chỉ dành cho những anh em thuộc tuýp người nghiêm túc trong tình cảm, muốn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài chứ không phải để chơi bời qua đường đâu nhá. Những điều cần biết trước khi lâm trận. Với Good Boy, khi nhắc tới mục tiêu sau cùng trong chuyện tình cảm nói chung, anh em thường nghĩ tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người mình yêu thương. Trong chuyện tán gái nói riêng, đó là trở thành một người đàn ông có được người mình thích hoặc người mình yêu. Tuy nhiên, mục tiêu sau cùng của một người, dù là nam hay nữ, nên là trở thành một con người biết yêu thương bản thân. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em trước nhất phải học cách khám phá bản thân, xác nhận rõ bản thân yếu gì, mạnh gì, biết chấp nhận và tự tin về bản thân. Quan trọng hơn cả là biết yêu bản thân, biết tự chăm sóc cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng nhất là mình biết cách tự tạo ra niềm vui cho chính mình, luôn biết giữ cho bản thân một thế giới quan tích cực và mạnh mẽ, và luôn biết phát triển bản thân. Tại sao lại nên là mục tiêu này? Thứ nhất, nếu anh không biết yêu và tự tin vào bản thân, niềm hạnh phúc của anh sẽ vô tình bị phụ thuộc vào một tác nhân bên ngoài. Đó là cô gái mà anh đang muốn theo đuổi. Tức là ngay cả khi anh và cô ấy chưa là một đôi, ngay cả trước khi anh kịp buông lời tán tỉnh, anh đã bị nắm đằng chuôi rồi. Và như vậy, trước khi lâm trận, vị trí của anh với cô gái đã được xác định giữa hai lựa chọn: con chó hoặc thằng ô xin. Mà những cô gái cũng đang mong muốn tìm một mối quan hệ lâu dài thì lại không cần hai đối tượng này. Họ cần một người có bản lĩnh, bảo vệ và chăm sóc được họ. Thứ hai, gái có thể đổ cái dục trước anh. Có thể là do anh giàu, do anh đẹp trai, do anh có tài lẻ. Nhưng để giữ cho mối quan hệ ấy kéo dài được tới lúc hôn nhân, như anh Good Boy đây mong muốn, rồi giữ cho cuộc hôn nhân ấy kéo dài được tới suốt đời trong hạnh phúc bền lâu, thì lại là một chuyện rất rất khác. Và anh chỉ có thể cáng đáng được, lo lắng được cho người khác một cách lâu dài khi chính bản thân anh là một người vững vàng, đủ bản lĩnh để đương đầu với muôn vàn khó khăn của riêng mình. Vì vậy, nếu anh còn tự ti vào bản thân, nếu anh cảm thấy mình phải có người yêu thì mới thấy hạnh phúc được, thì anh không nên nghĩ tới việc bắt đầu một mối quan hệ nếu như không muốn thấy nó tan vỡ trong tương lai gần. Lưu ý, điều này không có nghĩa là anh phải trở thành một người hoàn hảo, đẹp trai, nhiều tiền, body 6 múi rồi cao ráo vân vân. Dù những thứ đó cũng có giúp ích phần nào đấy. Một khi một cô gái đã phải lòng bạn thì cái bụng béo của bạn sẽ là ỏ, dễ chuông. Còn nếu mà đã không thích ý, thì nó lại là đồ phẩm đít. Một khi anh đã đạt được mục tiêu tự mình có thể tạo ra hạnh phúc cho riêng mình, anh sẽ nhận ra rằng anh muốn cô ấy, chứ anh không cần cô ấy. Cái này nghe thì giống với tâm lý của Bad Boy rằng tôi không cần cô bởi vì tôi còn nhiều cô khác nữa để tán. Tuy nhiên, với tâm lý của Good Boy nên là thực sự tôi rất thích em, tôi rất muốn em là người yêu của tôi. Nhưng mà nếu không có em, tôi có thể có chút tiếc nuối đấy. Nhưng cuộc đời tôi vẫn sẽ hạnh phúc, tích cực và tôi sẽ vui vẻ bước tiếp. Điều khác biệt giữa hai trường tư tưởng nghe có vẻ giống nhau này là đa số Bad Boy thực ra lại là những người khao khát sự công nhận từ người khác. Họ thường nhảy từ cô này sang cô khác. Một số để dùng số lượng gái tán được làm chiến tích khẳng định bản thân, một chiến tích vô cùng nông cạn. Số khác lại sợ bị tổn thương hay phản bội nếu nghiêm túc hóa một mối quan hệ với một ai đó. Good Boy ở một trường tư tưởng đúng đắn, họ sẽ cảm thấy ổn nếu bị từ chối bởi họ biết lỗi không phải ở họ, chỉ đơn giản là không hợp thôi. Họ sẽ nhanh chóng bước tiếp không phải bởi vì họ không từng có tình cảm thực sự với cô gái đã từ chối mình, mà vì họ biết hạnh phúc, sự tự tin cũng như ý nghĩa cuộc đời của họ không phụ thuộc vào việc tán gái nói chung
và cô ấy nói riêng. Good boy cũng sẽ không vội vàng tìm người thay thế nếu bị từ chối chỉ để xoa dịu cái tôi đang bị tổn thương, mà vẫn sẽ từ tốn thăm dò những người mà duyên số đưa tới, bởi vì họ đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Vậy, tổng kết lại, trước khi lâm trận, các anh em cần rèn luyện cho mình trong đầu cái tâm lý là tôi biết yêu bản thân, tôi có thể tự tạo hạnh phúc cho riêng tôi. Tôi có thể muốn em, nhưng tôi không cần em. Không có em, tôi có thể sẽ nuối tiếc hay hụt hẫng, nhưng tôi vẫn sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng và bước tiếp với cuộc sống của riêng tôi. Điều này giúp ích rất nhiều cho khi lâm trận đấy. Điều thứ hai anh em cần phải biết trước khi lâm trận là tình cảm của anh dành cho cô ấy nhiều như thế nào vẫn không quan trọng bằng tình cảm của cô ấy dành cho anh bao nhiêu. Anh có thể yêu cô ấy muốn chết đi sống lại. Anh biết điều đó, cô ấy biết điều đó, bạn bè xung quanh đều biết điều đó. Đến bố mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy đến với anh. Nhưng rồi cô ấy cũng vẫn sẽ từ chối anh và chọn yêu người khác, chỉ vì cô ấy dành nhiều tình cảm cho người ấy hơn, kể cả người ấy không yêu cô ấy đi chăng nữa. Phụ nữ là sinh vật của cảm xúc, vì vậy quyết định của họ không phải lúc nào cũng đi theo logic, dù logic đó đem lại kết quả tốt hơn cho cô ấy đi chăng nữa. Trong khi tán tỉnh, anh em không được dồn hết tập trung vào mình phải làm gì để cô ấy thích mình. Thứ nhất, vì anh sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi ấy, bởi anh không phải là cô ấy. Những việc anh nghĩ cô ấy sẽ thích có thể không phải là điều cô ấy thích. Thứ hai, là vì anh cũng sẽ không muốn một người con gái thích mình vì những chiêu trò của mình. Anh muốn một người con gái thích mình vì chính bản thân mình cơ, đúng không nào? Vì vậy, việc biết đánh giá mức độ tình cảm của cô ấy dành cho anh ngay trong những buổi đầu hẹn hò cũng như trong mối quan hệ sau này có thể nói là yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Nếu cô ấy vốn đã không có tí hứng thú nào với anh thì dù anh có hoàn hảo tới đâu, kỹ năng điêu luyện thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể có được cô ấy. Phần sau của bài viết, tôi sẽ đưa ra một số mẹo để giúp việc đánh giá này chính xác hơn. Trong khi lâm trận. Ở bài viết này, tôi sẽ không chỉ dẫn cụ thể về việc phải nói gì khi tán tỉnh một cô gái, bởi mỗi một cá nhân mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi khác. Tôi cũng sẽ không nói về những yếu tố về trình độ văn hóa hay vẻ bề ngoài, vì tôi đã nói nhiều trong các bài viết trước đây của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhắc tới hai yếu tố chung làm anh em trở thành một người hấp dẫn khi nói chuyện. Hài hước và bí ẩn. Rõ ràng ai cũng muốn lại gần một người hài hước để có được những tràng cười vui vẻ. Hài hước cũng là điều duy nhất làm cho một cô gái muốn hẹn hò với anh, đặc biệt là khi tán tỉnh qua Internet. Bởi ngoài việc làm cô ấy vui vẻ, thì hài hước còn tạo cảm giác an toàn cho cô ấy, từ đó dễ đồng ý gặp mặt hơn. Ngoài ra, hài hước cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho một mối quan hệ lâu dài. Cứ thử tưởng tượng anh sẽ phải chung sống với một người không có khiếu hài hước suốt cả cuộc đời mình xem. Chưa kể tới lúc có biến cố, người không có khiếu hài hước sẽ làm cho sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự nghiêm túc của người đó. Và đương nhiên, cô ấy phải cảm nhận được sự hài hước của anh. Nếu mà chỉ mình anh nghĩ anh hài hước, còn cô ấy lại thấy nhạt thì cũng sôi hỏng bỏng không. Yếu tố tiếp theo là bí ẩn. Đây là một chất xúc tác thúc đẩy mong muốn được tìm hiểu thêm về anh từ cô ấy. Bí ẩn không có nghĩa là nói dối, cũng không có nghĩa là anh cố tình giấu giếm đi những thông tin quan trọng mà một người cần phải biết khi hẹn hò với anh. Ví dụ anh đã có vợ chẳng hạn. Bí ẩn có nghĩa là anh cho phép cô ấy tìm hiểu về anh, nhưng chỉ từng chút một. Anh chỉ đưa ra những thông tin vừa đủ để trả lời những câu hỏi của cô ấy ở mức bề mặt. Nhưng những gì hay ho trong câu trả lời ấy, anh sẽ thể hiện ra vào đúng lúc, đúng chỗ sau này. Việc trở nên bí ẩn này không chỉ tạo sức hút ban đầu mà còn luôn giữ cho lửa tình yêu được bùng cháy. Bởi phụ nữ rất thích sự bất ngờ. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi sau 2 năm yêu nhau, bỗng một ngày anh cầm đàn guitar hát cho cô ấy nghe để cô ấy vừa bất ngờ lại vừa ngưỡng mộ trước một người tài năng mà cô ấy chưa từng được biết của anh, đúng không? Nhớ, tài năng nếu được tỏa sáng đúng thời điểm, đúng chỗ thì hiệu ứng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi quán cà phê bô bô lên rằng anh làm được cái này, anh làm được cái kia, trong khi không có gì để xác thực nó.
cô gái rất có thể sẽ nghĩ bạn là một kẻ ba hoa phét lác đang cố gây ấn tượng với cô ấy. Đàn ông nên nói ít làm nhiều thì sẽ được nể trọng hơn. Ok, tua nhanh tới khi hai người đã nói chuyện được với nhau được một thời gian. Giờ đã tới lúc đánh giá xem mức độ hứng thú của cô ấy dành cho anh em tới đâu. Việc đánh giá này nên được thực hiện càng sớm càng tốt để tiết kiệm thời gian và công sức cho cả hai bên. Và nhớ, để đánh giá được chính xác nhất điều này, anh em phải nhìn vào hành động của đối phương, chứ không phải lời nói của cô ấy. Việc nói một đằng nhưng ý một nẻo có thể nói là một bản năng vô thức của phụ nữ. Khi cô ấy không hứng thú với anh, đa phần mọi người đều là người lịch sự. Cô gái anh đang theo đuổi cũng vậy. Nếu cô ấy cảm thấy anh không phải là một đối tượng phù hợp, cô ấy thường sẽ không nói thẳng ra để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của anh, mà sẽ giãn dần khoảng cách và dần dần là ngó lơ luôn. Nếu thấy những biểu hiện như là mất rất lâu mới trả lời tin nhắn, trả lời ngắn gọn và không có giao tiếp hai chiều, thì đó là cô ấy đang ra tín hiệu đèn đỏ cho anh. Khi anh muốn rủ cô ấy đi hẹn hò, hãy rủ một cách cụ thể. Tối thứ năm, lúc 7 giờ, có suất chiếu phim ABC ở rạp XYZ, em có muốn đi với anh không? Nếu cô ấy từ chối và không có hẹn lại buổi khác, hoặc hẹn cho có như là để hôm khác anh nhé. Thay vì tối thứ sáu tuần này thì sao anh? Có ca 8 giờ này. Thì đó cũng là một đèn đỏ khác. Nếu cô ấy đồng ý, nhưng tới phút cuối lại hủy bỏ vì một lý do vớ vẩn nào đó và cũng không có hẹn lại, thì anh cũng gặp đèn đỏ. PS, ở bước này có rất nhiều anh good boy lo sợ. Sợ cô ấy từ chối, sợ cô ấy nhìn thấy con người thật của mình, từ đó không dám thổ lộ tình cảm hay chỉ ít là thể hiện ý muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Khi đó hãy nhớ điều này. Thà anh đối mặt với sự thực ngay từ đầu để có thể dừng lại trước khi tình cảm đi quá xa, còn hơn là nuôi hy vọng thật lâu, thật nhiều để rồi bị vỡ mộng, đau khổ dai dẳng sau này. Anh nên phản ứng thế nào với những đèn đỏ này? Đương nhiên là cho cô ấy next rồi. Anh không nên tiếp tục tốn thời gian, tình cảm và tiền bạc cho một người không có hứng thú với mình. Anh nhận ra được những đèn đỏ ngày càng sớm trong giai đoạn đầu, anh càng tránh được những tổn thương sâu sắc khi cho cô gái ấy next, bởi tình cảm mà anh đầu tư vào cô gái ấy chưa đủ nhiều. Và bởi anh đã thấm nhuần tư tưởng như đã nói ở phần trước khi lâm trận, anh sẽ hoàn toàn cảm thấy ok với việc cô ấy không có hứng thú với mình dù có chút nuối tiếc. Tuyệt đối không lâm trận khi tư tưởng trên chưa ăn sâu vào anh, bởi nếu không, phản ứng của một anh good boy lúc này sẽ rất tệ. Nhẹ thì cố níu kéo, thi thoảng được cô ấy thương hại cho một buổi đi chơi thì lại vẫy đuôi chạy theo. Nặng thì sẽ chửi rủa cô ta là kẻ lẳng lơ thả thính xong rồi bỏ, thậm chí còn lên mạng bóc phốt ở vị trí nạn nhân. Cả hai cách phản ứng đều làm giá trị của anh trong mắt cô gái kia giảm sút thê thảm. Sau khi next thì có thể làm bạn. Cái này thì tùy thuộc xem anh có phải là người đa sầu đa cảm không. Nếu anh kịp dừng trước khi hứng thú của anh dành cho cô ấy trở thành một thứ tình cảm nghiêm túc hơn, thì anh vẫn có thể làm bạn bình thường với cô ấy sau khi bị cô ấy từ chối. Nhưng nếu anh đã bị lún quá sâu và thực sự không thể chỉ coi cô ấy là bạn, thì tốt nhất là không liên lạc nữa. Điều này nghe để có vẻ phũ phàng, nhưng chỉ ít cho cô ấy thấy rõ quan điểm nghiêm túc của bạn. Tôi đã có tình cảm nhiều hơn tình bạn với em. Nếu em không muốn tôi, thì tốt nhất không liên quan gì tới nhau nữa. Dù điều này khiến anh mất đi một người anh yêu quý, nhưng chỉ ít cô gái ấy vẫn giữ được sự tôn trọng cho anh nhờ sự thẳng thắn và lập trường vững vàng ấy. Vẫn có những trường hợp các cô gái nhận lời đi chơi với bạn mà không có hứng thú gì với bạn. Có thể là cô ấy ở nhà buồn muốn ra ngoài nhưng mà không muốn đi một mình. Có thể bạn rủ cô ấy đi xem đúng vào phim cô ấy thích. Có thể cô ấy muốn làm cho người cô ấy đang để ý ghen. Khi đó bạn chỉ đơn giản là một người đi cùng chứ không phải đối tượng tiềm năng. Vậy làm thế nào để biết được cô ấy đồng ý đi với bạn là do cô ấy thực sự có hứng thú hay không? Khi này chúng ta phải biết nhận biết nếu cô ấy hứng thú với mình sẽ được nói tới ở phần tiếp theo. Khi cô ấy hứng thú với anh, có một số cách để kiểm tra mức độ hứng thú của một cô gái dành cho anh em. Những bài kiểm tra này nên được thực hiện xuyên suốt
từ quá trình hẹn hò ngay cả khi tới khi kết hôn sau này. Bởi nếu anh mặc định rằng cô ấy sẽ là của tôi mãi mãi, thì chẳng mấy chốc hứng thú của cô ấy dành cho anh sẽ là một số không tròn trĩnh. Bài 1. Cô ấy có muốn biết tên anh không? Trong lần đầu tiên gặp hay nói chuyện, anh sẽ muốn hỏi tên cô ấy. Hãy để ý xem cô ấy có hỏi lại tên anh không? Nếu có, nó không có nghĩa là cô ấy chắc chắn đã để ý anh. Nó có thể là phép lịch sự thôi. Tuy nhiên, nếu không, nó có thể là một dấu hiệu lớn cho thấy cô ấy không có hứng thú với anh. Bài 2. Cô ấy có muốn xin thông tin liên lạc của anh không? Con gái thường không làm điều này một cách trực tiếp, mà thường đưa đẩy câu chuyện để có một lý do vô cùng hợp lý để có được thông tin liên lạc của anh, Facebook, Insta, số điện thoại, v.v. Nếu anh và cô ấy do hoàn cảnh mà sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa, như là cùng lớp, cùng chỗ làm, v.v., thì có thể cô ấy sẽ không làm điều này ngay từ buổi đầu. Tuy nhiên, nếu đây là một buổi hẹn qua mạng hoặc làm quen nơi quán bar, và bạn và cô ấy không có lý do khách quan gì để gặp nhau nữa, mà cô ấy không tỏ ý này, thì cũng là dấu hiệu cho thấy cô ấy không thiết tha gì với việc gặp lại anh. Bài 3. Cô ấy đồng ý buổi hẹn đi chơi của anh. Như đã nói ở trên, có thể có nhiều lý do, nhưng nếu cô ấy đồng ý, đồng nghĩa với việc cô ấy cảm thấy thoải mái, an toàn khi đi với anh. Ngược lại, tới lần thứ 2 rủ cô ấy mà vẫn từ chối, cũng như không thấy muốn hẹn lại anh đi buổi khác, thì anh cũng nên tự hiểu nha. Bài 4. Cô ấy thực sự tới buổi hẹn. Cũng vẫn chưa khẳng định được điều gì chắc chắn ở bước này, nhưng chỉ ít cô ấy tôn trọng anh và cũng như là thời gian của anh. Nhưng nhớ là không được khẳng định cái gì chắc chắn ở đây nha các chàng good boy thiếu kinh nghiệm kia. Cũng cần phải để ý về độ trễ hẹn của cô ấy. 15 phút trở lại có thể chấp nhận được, nếu có lời xin lỗi chân thành hoặc báo trước thì càng dễ bỏ qua. Nếu nhiều hơn do một lý do khách quan nào đó nhưng vẫn tới, thì tùy anh dễ tính tới đâu mà có thể cho cô ấy cơ hội lần sau. Nhưng 40 phút sau giờ hẹn mà vẫn không thấy đâu, tới phút 45 mà báo hủy hẹn, thì tốt nhất hãy để đó là một lần liên lạc cuối cùng. Một người không tôn trọng thời gian của anh thì không đáng để anh tôn trọng. Ở bước này, anh đã có cơ hội được trực tiếp nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể của cô ấy thay vì chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Vì vậy, đây là cơ hội tốt nhất để anh đánh giá đúng nhất về mức độ thích thú của cô ấy với anh. Sau đây là những dấu hiệu mà anh cần chú ý. Cô ấy có nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện không? Người cô ấy có quay hẳn vào phía anh không? Cô ấy có dán chặt mắt vào điện thoại không? Gương mặt của cô ấy có những biểu hiện cảm xúc sống động không? Hay là nhìn cô ấy thờ ơ rồi mặt lạnh tanh? Cô ấy có lại gần anh không? Có những va chạm tinh tế vào anh không? Ví dụ, nếu có hứng thú ai, khi cười cô ấy có thể sẽ đánh yêu vào người ấy. Điều này khá quan trọng. Nếu tới buổi hẹn thứ 3 mà cô ấy vẫn chưa chạm vào người bạn, dù chỉ một cái chạm nhẹ hay vô tình va vào bạn, thì có thể nói là mức độ của cô ấy dành cho bạn chỉ rơi vào tầm 3-4 điểm trên 10 mà thôi. Tần suất cô ấy nhìn anh có nhiều không? Có lâu không? Cô ấy có cười với anh không? Có cười khi anh đùa không? Khi có điều gì ngoài anh làm cô ấy buồn cười, thì cô ấy có nhìn anh khi cười không? Giọng nói của cô ấy khi nói chuyện với anh có hào hứng không? Tông giọng có cao không? Khi ở gần anh, cô ấy có dùng thứ gì đó để ngăn cách cô ấy với anh không? Như là khoanh tay hay là đặt túi xách ở giữa chẳng hạn. Cô ấy có thi thoảng e thẹn mỉm cười rồi quay mặt đi khi nói chuyện với anh không? Mặt cô ấy có ửng đỏ lên không? Cô ấy có nghịch tóc của cô ấy khi nói chuyện với anh không? Cô ấy có hỏi về bạn gái của anh không? Đây là chiêu để các cô thăm dò xem anh có độc thân hay không đấy. Điều này cũng thể hiện sự thích thú của cô ấy. Cô ấy có chủ động cho anh biết cô ấy đang độc thân không? Cô ấy có hỏi anh những câu hỏi riêng tư không? Khi anh trả lời, cô ấy có chăm chú lắng nghe không? Cô ấy có khen anh điều gì không? Cô ấy có trêu đùa lại anh không? Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, cô ấy có thi thoảng nhắc tới những điểm mạnh hay thành tựu của cô ấy không? Nếu có thì tức là cô ấy đang cố gây ấn tượng tốt với anh đấy. Cô ấy có kể bí mật gì cho anh nghe không? Nếu cô ấy kể nó bằng cách thì thầm vào tai anh thì cũng xin chúc mừng nhá. Cô ấy có khi thỉnh thoảng nhìn vào môi anh không? Trong một đám đông,
cô ấy có chủ động tìm anh không? Trong một đám đông, cô ấy có cố tình tạo ra cơ hội để hai người được ở riêng không? Nếu là tin nhắn, cô ấy có trả lời nhanh chóng không? Nội dung tin nhắn có tương xứng với tin của bạn không? Nếu cô ấy bận việc và không thể nhắn lại trong một khoảng thời gian, cô ấy có chủ động liên lạc lại với bạn không? Khi nói chuyện với cô ấy, các anh good boy hay chọn cách nói chuyện trung tính, an toàn bởi họ sợ làm điều gì gây phật lòng hoặc trái ý cô gái. Điều này không những gây sự nhàm chán mà còn làm cho ngôn ngữ cơ thể của anh mất tự nhiên bởi anh đang giấu con người thật của mình. Con gái rất nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể nên một ngôn ngữ cơ thể không tự nhiên sẽ làm họ cảm thấy căng thẳng, không an toàn trước anh. Vì vậy, hãy tự tin thể hiện bản thân trước họ. Anh không cần phải đồng ý với họ 100%, nhưng hãy thể hiện sự bất đồng một cách văn minh và tôn trọng người khác nhé. Bài 5. Nếu cô ấy có ít nhất 3 dấu hiệu được liệt kê ở trên, có thể nói cơ hội của anh tương đối cao, nhưng vẫn chưa phải là 100%. Lúc này là lúc anh bắt đầu làm bài kiểm tra mạnh bạo hơn để có thể khẳng định hứng thú của cô ấy. Mạnh bạo bắt đầu bằng việc nắm tay, sau đó tới những cái ôm và chốt bằng một nụ hôn. Nếu cô ấy tránh né những việc này thì anh cũng thể hiện rằng anh cảm thấy ok với việc đó, vẫn phản ứng như thể cô ấy không thích anh và bước tiếp. Đừng dối tôi, dù cho anh yêu chân thành, không định lợi dụng thể xác đi nữa, thì kiểu gì anh cũng vẫn sẽ muốn quan hệ tình dục với người anh đang theo đuổi. Nếu tới buổi hẹn hò thứ 3 rồi mà tới cái nắm tay mà cô ấy vẫn không cảm thấy đủ thoải mái để cho anh, thì anh nên dừng lại ngay và luôn. Nào, ở đây thì phải dừng lại một chút. Nếu cô ấy đã vượt qua được hết 4 bài kiểm tra mà vẫn toạch ở bài thứ 5, không có nghĩa là cô ấy hoàn toàn không có hứng thú với anh. Có thể cô ấy là người truyền thống hoặc không muốn thể hiện là người dễ dãi. Có thể cô ấy đang muốn test thử xem phản ứng của anh thế nào. Cũng có thể là cô ấy đang chơi đùa với anh. Và dù lý do gì đi chăng nữa, nếu cô ấy đã không muốn tiến xa hơn với anh ở bước này, thì anh cũng nên dừng lại. Và khi tôi nói dừng lại, tức là hoàn toàn không liên lạc gì cả. Trước khi buổi hẹn kết thúc, anh có thể vẫn cảm ơn cô ấy vì một buổi đi chơi vui vẻ. Nhưng sau đó anh nên dừng liên lạc. Tại sao? Vì nếu cô ấy đã muốn thiết lập giới hạn của mối quan hệ ở đó, thì dù sau này anh có rủ được cô ấy đi cả 100 lần, thì cũng vẫn chỉ dừng lại ở đó, mãi không nắm tay nổi. Vậy thì cố để làm gì? Đã nói ở trên rồi, mức độ hứng thú của cô ấy dành cho anh mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải việc anh thích hay cố tới đâu. Nếu sau khi dừng liên lạc mà cô ấy chủ động liên lạc lại với anh và đặt một cái hẹn khác, hãy coi đó là một dấu hiệu tốt và hãy tận dụng nó để hoàn thành nốt bài kiểm tra số 5. Còn nếu không, thì hãy cứ vui vẻ mà bước tiếp. Hãy nhớ rằng, cách bước tiếp ở đây không giống như bad boy rằng ngoài biển kia vẫn còn nhiều cá cho anh câu, mà là tôi thực sự thích em, tôi đã cố gắng hết sức từ phía tôi. Nếu em đã không muốn đi tiếp, thì tôi sẽ dừng lại và đi lối khác. Một mối quan hệ không thể thành công nếu chỉ có sự cho đi từ một phía. Nếu đã vượt qua được bài 5, tôi mong là anh đã hôn được cô ấy. Thường qua được bài 5 thì anh đã có thể tự tin chắc chắn rằng cô ấy thực sự coi anh là một người bạn trai hoặc là người yêu. Nhưng các bài kiểm tra trên không có nghĩa là anh là người bạn trai hoặc là người yêu duy nhất của cô ấy. Nó chỉ giúp anh khẳng định là cô ấy có hứng thú với anh thôi. Còn phần test sưng thì có lẽ là phải để một bài khác. Một lưu ý lớn đối với các good boy, đó là good boy nhìn chung thường kém trong khoản đọc tín hiệu của đối phương bởi họ thường không có nhiều kinh nghiệm. Họ thường nhặt một dấu hiệu ngẫu nhiên nào đó và mộng tưởng đó là câu trả lời chắc nịch của cô gái. Điều này dẫn tới việc họ thường tỏ tình quá sớm hoặc tỏ tình bất chấp việc không biết cô gái có thích mình hay không. Họ cũng hay tin rằng mình chỉ cần yêu họ đủ nhiều là họ sẽ yêu lại. Ngoài ra, họ cũng hay phản ứng với sự từ chối từ những cô gái một cách thảm hại, vật vã, như thể họ là một kẻ thất bại vậy. Sai hoàn toàn. Mong rằng qua bài này, các anh good boy sẽ học được cách khi nào thì nên tỏ tình và cách phản ứng khi bị từ chối nhé. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của Nhà Nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!